Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Lê Phúc Vlog. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà một món, đó chính là món chuối xào dừa. Ở đây thì mình sử dụng chuối sáp nha, mình đã cắt ra hết rồi nè. Cả nhà không tìm mua được chuối sáp thì mình có thể sử dụng bằng chuối lá sim cũng đều được. Thì ở đây mình chuẩn bị là một nải chuối sáp, 50g bột bán viên tròn tròn nè, và 700ml nước cốt dừa nước nhì nha cả nhà, và 200ml nước cốt nhất, 100g đường và 3 muỗng canh bột năng. Thì bây giờ mình cùng bắt tay vào làm nhé. Thì mình sẽ đi ngâm cái phần bột bán này trước nha. Mình ngâm vô trong nước nè để cho nó được nở thì mình nấu nó sẽ nhanh hơn. Cái phần bột bán này trong khi mình ngâm á thì mình sẽ đem luộc cái phần chuối này nha. Mình cho hết vô trong nồi. Mình đổ nước ngập vô để mình nấu nha. Rồi, đổ ngập như vậy. Rồi mình bắt lên bếp mình chuối thì mình đậy nắp lại cho nhanh chín nha. Đây là cái phần chuối mình đã luộc được 5-7 phút rồi nè. Những cái trái chuối nó nở ra như vậy là nó đã chín rồi nè cả nhà. Thì mình tắt bếp nha. Cái phần chuối đã luộc chín á, mình vớt ra ngoài, mình để nguội. Sau đó thì mình sẽ đi thắng tới cái phần nước cốt dừa nha. Giờ tới phần mình thắng nước cốt dừa nha. Mình cho hết 700ml nước cốt dừa nãy mình đã chuẩn bị đó vào luôn. Mình bật bếp lên. Phần nước cốt dừa nó đã sôi rồi thì mình cho hết cái phần bột bán mình đã ngâm vô nha. Ở đây thì mình đã rửa sạch hết rồi. Mình cho vô mình nấu từ từ để cho nó nở ra. Mình quậy cho nó đều ra nha. Đây là cái phần nước cốt dừa bột bán mình đã nấu cho nó trong như vậy rồi nè. Thì mình cho đường vô nha, mình không nên cho sớm quá. Mình quậy cho tan cái phần đường này đi. Mình nên cho vào đây một ít muối để mình dằn cho có cái vị ngọt đậm nha cả nhà. Mình quậy tan hết rồi thì mình cũng đi cái hòa tan cái phần bột năng á. Mình hòa tan ra, mình cho vô đây và mình tạo độ sánh. Mình cho từ từ vô. Quậy cho nó tan hết. Quậy đến khi nào mà cái phần bột năng này nó chín thì mình tắt bếp nha. Thì cái phần bột năng nó đã chín rồi, mình tắt bếp. Mình cho hết cái chén nước cốt nhất vô. Cả nhà nên tắt bếp thì mình hãy cho cái phần nước cốt nhất này vô nha. Như vậy thì nó vẫn sẽ giữ nguyên cái độ béo. Nó sẽ ngon hơn là khi mình cho lúc mà nó sôi á. Mình khuấy cho nó hòa tan hết lại với nhau. Phần nước cốt dừa mình thắng đã xong rồi nè cả nhà. Đây là phần bột bán này đã chín hết rồi. Thì mình để cho cái phần này nó nguội một chút. Thì mình đi lột cái phần chuối ra nha. Giờ cái phần chuối sáp này đã nguội rồi. Khi mà mình chọn mua chuối sáp để làm cái món chuối xào dừa này á, thì cả nhà nên chọn những cái trái mà nó vừa vàng thôi. Không nên chọn những trái mùi quá nha. Như vậy thì nó sẽ bị mềm, nó không có được ngon. Mình lột hết vỏ ra. Còn về nếu như mà cả nhà làm chuối lá sim á thì mình nên chọn những cái trái mà nó cũng vừa hơi chín tới thôi. Không nên chọn sống mà cũng không nên chọn quá chín. Như vậy thì nó sẽ không còn cái độ dẻo nữa. Rồi, mình lột hết ra. Và phần chuối mình đã lột xong hết rồi nè, nhìn màu vàng rất là ngon nha. Thì mình sẽ dùng một cái dao và tấm thớt. Mình cắt cái phần chuối này ra làm ba. Cắt ra như vậy. Mình để sang một bên nha. Mình cắt hết luôn. Trái nào nhỏ thì mình cắt ra làm hai thôi. Bây giờ mình đã cắt xong hết rồi nè cả nhà. Thì chuối này thì mình nghĩ là các bạn nên mua những cái phần chuối nó hơi vừa chín tới thôi, nó sẽ ngon và dẻo hơn. Cái này thì mình mua nó hơi chín rồi. Bây giờ thì mình sẽ bày ra ngoài đĩa nha. Chuối mình đã cắt xong hết và mình cũng đã xếp ra ngoài đĩa nè. Thì mình cho cái phần nước cốt lúc nãy mình làm lên nha.
Cái này ăn kèm với nước cốt này rất là ngon luôn đó cả nhà. Có phần bột bán này thì nó dai dai thì mình ăn nó sẽ rất là đỡ ngán. Như vậy là mình đã hoàn thành rồi đó. Rất là ngon luôn. Vừa ngon mà lại đơn giản dễ làm nữa. Tên đây là thành phẩm của mình này cả nhà. Rất là hấp dẫn nha, nhìn rất là đẹp mắt luôn. Mình ăn thử một miếng nha. Rất là ngon cả nhà ơi. Vừa dẻo mà lại béo nữa. Cái này thì thay vì cách mà mình làm chuối luộc đơn giản á, thì mình có thể thay thế bằng cách làm này nha. Ăn lại vừa ngon mà lại vừa đỡ chán nữa. Bây giờ thì mình xin kết thúc video của mình ở đây. Nếu cả nhà cảm thấy mình chia sẻ video này hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký. Và hãy nhớ ấn chuông để nhận những video kế tiếp của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.